Lễ nhậm chức 20 tháng 1, một ngày rất hoành tráng của Trùm. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 1, ông trùm bất động sản và ngôi sao truyền hình thực tế sẽ thức dậy với tư cách một công dân bình thường nhưng sẽ đi ngủ khi đã thành ông chủ nhà trắng. Ngày 20 tháng 1 Tổng thống đắc cử Donald Trump và Phó tổng thống đắc cử Mike Pence sẽ tuyên thệ trong lễ nhậm chức để chính thức trở thành tổng thống thứ 45 và phó tổng thống thứ 48 của Mỹ. Ông Trump nói với ABC News: "Chúng ta sẽ có một ngày rất hoành tráng, ngày 20 sẽ là ngày rất rất đặc biệt." Theo kế hoạch, các hoạt động sẽ diễn ra từ trước ngày nhậm chức gồm hòa nhạc và pháo hoa vào ngày 19 tháng 1 ông Trump và ông Pence sẽ đến đặt vòng hoa tại mộ người lính vô danh ở nghĩa trang quốc gia Arlington, thủ đô Washington. Sau đó, sự kiện For of the People, tiếng nói nhân dân sẽ diễn ra với sự tham gia của một số đội nghi thức. Sự kiện được tổ chức tại mặt Tây Nam Hồ Nước, nằm giữa nhà tưởng niệm Lincoln và tượng đài Washington. Tiếp theo, Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử sẽ phát biểu tại buổi hòa nhạc Make American Great Again Welcome, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, xin người tại nhà tưởng niệm Lincoln. Buổi hòa nhạc diễn ra từ 14 giờ đến 16 giờ và kết thúc bằng màn trình diễn pháo hoa. Vào trước lễ nhậm chức, sáng ngày 20 tháng 1, ông Trump cùng phó tướng Penn và gia đình họ dự kiến tham gia lễ cầu nguyện tại nhà thờ giám mục thanh John gần nhà trắng. Truyền thống này có từ năm 1816 với lễ nhậm chức của tổng thống James Madison. Theo lời Tom Barack, chủ tịch ủy ban nhậm chức tổng thống, ông Barack Obama và ông Donald Trump sẽ dùng trà hoặc cà phê tại nhà trắng. Sau đó, cả hai sẽ cùng đi đến Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ để tiến hành lễ nhậm chức. Theo Ủy ban liên hợp về lễ nhậm chức thuộc Quốc hội Mỹ, JCCIC, lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 58 sẽ bắt đầu từ 11 giờ 30 tại Điện Capitol. Sở An ninh Nội vụ và quản lý khẩn cấp Washington DC dự kiến khoảng 800.000 đến 900.000 người tham dự buổi lễ. Tiếp theo là nghi lễ mở màn, dàn nhạc Hải quân Mỹ với 130 nhạc công sẽ trình diễn mở màn dàn nhạc có biệt danh tài sản riêng của tổng thống đã tham gia vào mọi buổi lễ nhậm chức tổng thống từ thời Thomas Jefferson năm 1801. Nếu diễn ra theo truyền thống, người xứ ngôn lễ nhậm chức sẽ giới thiệu các cựu tổng thống, các thành viên trong gia tổng thống, phó tổng thống tân cử cũng như các lãnh đạo quốc hội trước khi giới thiệu ông Pence và cuối cùng là ông Trump. Thượng nghị sĩ Rob Lund của bang Missouri sẽ tiến hành nghi thức Call to Order và phát biểu chào mừng. Sau đó, Hồng Y Tomothy Michael Dolan, Linh Mục Samuel Rodriguez và Mục sư Paul white Ken sẽ lần lượt đọc một số đoạn trích từ Kinh Thánh. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Catholic News Survive, Hồng Y Dolan chia sẻ ông sẽ chọn đọc một đoạn trong chương chính của sách Khôn Ngoan. Đó là lời cầu nguyện của vua Solomon, sinh năm 970, mất năm 931 trước công nguyên. Xin ơn Khôn Ngoan để lãnh đạo phương quốc Israel thống nhất. Chương trình sẽ tiếp tục với phần biểu diễn của dàn hợp xướng Đại học Quốc gia Missouri. Phần kế tiếp là tuyên thệ nhậm chức. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence sẽ là người tuyên thệ trước. Người đọc lời tuyên thệ để ông Pence lặp lại là thẩm phán toán tối cao Clarence Thomas. Sau khi ông Pence tuyên thệ để trở thành phó tổng thống thứ 48 của Mỹ, dàn hợp xướng Moment Monaco sẽ biểu diễn. Đây là lần thứ 6 dàn hợp xướng này biểu diễn tại lễ nhậm chức hoặc diễu hành sau đó. Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ ngay sau đó. Chánh án tòa tối cao John Roberts sẽ là người dẫn đọc lời tuyên thệ 35 từ được ghi tại Điều 2 Hiến pháp Mỹ. Tôi xin chính thức thề rằng tôi sẽ đảm đương chức vụ Tổng thống Mỹ một cách trung thành và sẽ làm hết khả năng để gìn giữ, duy trì và bảo vệ Hiến pháp Mỹ. Vì vậy, xin Chúa hãy giúp tôi. Dàn nhạc hải quân Mỹ sau đó sẽ chơi bài Hail to the Chief, lời chào gửi đến người lãnh đạo và ông Trump sẽ chính thức trở thành tổng thống Mỹ thứ 45 cùng 21 phát đại bác. Sau đó là diễn văn nhậm chức. Tiếp theo, tân tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu nhậm chức. Theo CNN, sự gia Douglas Brinkley cho biết, bài phát biểu do ông Trump kết hợp với trợ lý chính sách Stephen Miller soạn thảo sẽ rất ngắn gọn. Sau khi ông Trump phát biểu xong, mục sư Marvin Heyer, linh mục Franklin Graham và giám mục Wayne T. Jackson sẽ tiến hành nghi lễ chúc phúc với các đoàn chết từ kinh thánh. Tài năng âm nhạc 16 tuổi Jackie Evancho, Á quân cầu thi America Got Talent sẽ kết thúc lễ nhậm chức bằng quốc ca Mỹ. Và cuối cùng sau lễ nhậm chức, tân tổng thống, tân phó tổng thống sẽ tham dự tiệc trưa, một truyền thống từ thời tổng thống Dwight D. Eisenhower được tổ chức bởi CIC Sau đó, hai người cùng phu nhân của họ sẽ tham dự cuộc diễu hành dọc đại lộ Pennsylvania từ điện Capitol đến Nhà Trắng. Ông Trâm và ông Pen sẽ dẫn đầu đoàn diễu hành gồm khoảng 8.000 người, bao gồm các cựu binh và thành viên đang hoạt động của các đoàn nhạc đại học, trung học và quân đội, các đơn vị cảnh sát, cơ động và kỵ binh, cũng như hội nam hướng đạo sinh Mỹ. Jimmy Carter là tổng thống đầu tiên tham dự đi bộ trong cuộc diễu hành nhậm chức và từ đó các tổng thống vì sau cũng đi bộ một đoạn tuyến đường diễu hành. Người xứ ngôn Steve Ray và giám đốc của Ủy ban nhậm chức tổng thống Sarah Armstrong nói với CNN rằng Cuộc diễu hành sẽ diễn ra trong một tiếng rưỡi, ngắn hơn các cuộc diễu hành trước đây. Đại học Talladega, đại học dành cho người da màu nổi tiếng ở bang Alabama, cử đội nghi thức của trường để biểu diễn tại sự kiện này, bất chấp phản đối của một vài cựu sinh viên và công chúng. Để mừng ngày nhậm chức của ông Trump, ba dạ tiệc chính thức sẽ được tổ chức tại Washington DC. Hai tiệc chính diễn ra tại trung tâm hội nghị Walter E. Washington với khách mời đến từ khắp nơi trên nước Mỹ tiệc nghiêm chào lực lượng vũ trang chỉ dành cho một số khách mời riêng nhằm vinh danh quân nhân, lực lượng phản ứng nhanh và những người làm công tác phục vụ khác diễn ra tại Bảo tàng Kiến trúc Quốc gia. Tổng thống Obama gửi tâm thư tới người dân trước ngày mãn nhiệm. Thưa quý vị thính giả, Tổng thống Obama đã gửi tâm thư tới người dân trước khi rời khỏi vị trí lãnh đạo tối cao của nước Mỹ. Cụ thể thì ngày 20 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đăng tải trên tài khoản Facebook chính thức những dòng tâm sự từ đáy lòng trước khi rời khỏi vị trí lãnh đạo trong sự luyến tiếc và yêu thương của người dân Mỹ. Khảo sát tỷ lệ ủng hộ của ông Obama do CNN ORC thực hiện cho thấy, ông Obama nhận tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ người dân 60% kể từ khi nhậm chức năm 2009 đến nay. Với những tình cảm đó, ông Obama gửi tâm thư tới người dân rằng, theo truyền thống, tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ để lại một lá thư trong phòng bầu dục cho tổng thống kế nhiệm khi họ tiếp quản Nhà Trắng. Đây là lá thư mang ý nghĩa chia sẻ những gì các tổng thống mãn nhiệm biết, đã học và những lời khuyên nhỏ giúp người kế nhiệm có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao sẽ ập đến văn phòng cao nhất trên đất Mỹ và lãnh đạo thế giới tự do. Tuy nhiên, trước khi tôi để lại lá thư cho tổng thống thứ 45, tôi muốn nói lời cảm ơn cuối cùng vì tôi vinh hạnh được phục vụ người dân ở vị trí tổng thống thứ 44. Vì tất cả những gì tôi học được trong thời gian tại chức, tôi học được từ các bạn. Các bạn đã giúp tôi trở thành tổng thống và người đàn ông tốt hơn. Gạt lại những chỉ trích về hơn thua, đúng sai trong chính sách, ông Obama nhắc nhở sự thay đổi của người dân qua hai nhiệm kỳ tổng thống của ông. Qua 8 năm, các bạn có một nguồn lực dồi dào về sự linh hoạt, niềm hy vọng, lòng hào hiệp từ những việc mà tôi nỗ lực thúc đẩy. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người hàng xóm, cộng đồng chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất cuộc đời chúng ta. Tôi đã chia sẻ nỗi đau thương với các gia đình đang tìm kiếm câu trả lời và tìm được niềm an ủi tại nhà thờ Charleston. Tôi đã rung động từ niềm hy vọng những người trẻ vừa tốt nghiệp và những quân nhân mới. Tôi chứng kiến rất nhiều nhà khoa học giúp những người tàn tật lấy lại được chi giác và giúp đỡ những thương binh từng phó mắc bản thân cho cái chết nay đã có thể đi lại trở lại. Tôi nhìn thấy rất nhiều người Mỹ được cứu sống vì họ cuối cùng cũng được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và các gia đình đã thay đổi cuộc sống vì cuộc hôn nhân của họ được công nhận là bình đẳng như các cuộc kết hôn khác. Tôi nhận thấy rất nhiều hành động và sự rộng lượng của trẻ em ở độ tuổi nhỏ nhất đã gợi nhớ chúng ta về trách nhiệm chăm sóc người tị nạn hoặc những công việc vì hòa bình và trên hết để chúng ta nhìn lại bản thân. Tôi đã nhìn thấy các bạn, những người dân Mỹ trong nỗ lực quyết tâm, sự hài hước và tốt bụng đúng mực và trong những hành động thường nhật của người dân, tôi nhìn thấy tương lai chúng ta đang trải dài trước mắt. Vị tổng thống thứ 44 kêu gọi, tất cả chúng ta, không phân biệt đảng phái, nên đặt hết bản thân mình vào công việc đó, công việc đầy niềm vui của một công dân, không chỉ khi tổ chức bầu cử mà còn khi lợi ích sát sườn của chúng ta bị đe dọa, nhưng trên cả chặng đường đời. Tôi sẽ ở bên các bạn mỗi bước các bạn đi và nếu sự tiến bộ, cải thiện có đến chậm một chút, hãy nhớ rằng chăm lo cho nước mỹ không chỉ là việc của một người chỉ một từ mạnh mẽ nhất trong nền dân chủ nước mỹ đó là chúng ta chúng ta chính là những người chăm lo cho đất nước chúng ta sẽ vượt qua tất cả đúng chúng ta có thể